Ở tập trước, Nhân lên cung trăng đòi lấy Hằng Nga, nhưng gặp Cuội. Cuội lừa Nhân đi huấn luyện thỏ ngọc. Thế là Nhân bị thỏ ngọc đánh te tua. Nhân bực tức đòi gặp Hằng Nga. Cuội lại bảo Nhân đi gặt lúa. Người hãy gặt lúa này, lấy rạ mà trải lên mặt hồ, sẽ đi được trên nước thôi. Hả? Ta như vậy mà phải gặt lúa sao? Ta đã chỉ cách rồi, tự ngươi quyết định đi chứ. Ở cuối cánh đồng này có đầy đủ dụng cụ để ngươi gặt đó. Mau đi đi. Vậy sao ngươi không đi gặt cùng ta? Ta đâu có muốn lấy Hằng Nga đâu. Với lại thời gian trên cung trăng khác hẳn dưới trần. Ngươi không nhanh lên thì ngươi sẽ già lũ khủ. Sợ là ngươi sẽ không kịp đưa Hằng Nga xuống trần đâu. Đi lại lên đi. Trời ơi, con mệt quá à. Anh hai, anh lên bờ nghỉ chút đi, lát em làm giúp cho. Ê, đau. Dạ, cô nó kẹp con. Đâu, để trời gỡ ra cho. Anh hai, anh có sao không? Ê, cái con cua này cũng mạnh thiệt. Hơi sót một xíu nhưng mà không sao. Chiều nay có món canh cua cho cả nhà cùng ăn. Đau. Chiều nay có món canh cua ăn rồi. Công nhận vui giỏi thiệt á. Chưa gì đã nghỉ rồi. Ta phải nghỉ một lát đã, mệt quá. Ngươi cũng giỏi thiệt ha. Giá mà dưới trần ngươi cũng chăm chỉ vậy thì đâu có đến nổi đâu. Trời, đương nhiên ta là nhân tài hiếm có, chẳng qua là ta chưa muốn ra tay thôi. Ngươi cứ để nhẹ một bó lên mặt hồ. Cứ vậy khi nào mặt hồ đầy rã thì ngươi bước qua được rồi. Cỡ này chắc đủ bước đi rồi. Ý, ta đi được rồi. Thấy chưa, ta đâu có lừa ngươi đâu. Cuội ơi, mau giúp ta thả thêm rơm rạ xuống. Ngươi mau chạy đi, đừng cậu sẽ chết kịp đó. Tên người phàm kia, ai cho ngươi xả rác trên hồ của ta hả? Cuội kêu tôi làm như vậy để đi trên mặt hồ tới gặp Hằng Nga mà. Không lý lẽ gì cả. Trả lại cho người rác của ngươi đây. Bù nhìn rơm. Cuội, ngươi lại lựa ta gặt lúa cho ngươi. Nhân ơi, Nhân à, cái hồ này á là gương soi trần thế. Hễ cái gì mà rơi xuống làm mờ gương á đều bị trừng phạt hết. Ngươi bị như vậy là nhẹ lắm rồi. Ngươi lại lừa ta. Với một kẻ háo thắng, kiêu căng, ham chơi biến làm như ngươi thì lao động một chút có hại gì đâu. Chẳng lẽ ngươi lừa em trai thì được, bắt nạt người khác thì được, còn không có ai làm được vậy với ngươi sao? Ta sẽ bắt ngươi và cho một trận. Đố người bắt được ta. Đố người bắt được ta đó. Đâu rồi? Có giỏi thì ra đây. Có giỏi thì tìm ta đây. Ta sẽ kiện ngươi. Được, kiện đi. Ta thách ngươi. Kiện đi. Ở đâu cũng được, kể cả mặt trời ta cũng sợ. Ôi, chết. Tưởng ta không dám tới mặt trời kiện sao? Chờ đó. Ta ước gặp được thần mặt trời. Lại bị ta lừa. Ngươi sẽ có một bài học nhớ đời thôi. Trời ơi, anh lo quá. Không biết anh Nhân hết giận mình chưa nữa. Cũng lâu rồi còn gì. Chắc anh ấy không nhớ gì nữa đâu. Vậy sao ảnh không đến đám cưới tụi mình? Cũng không nghe tin tức gì từ ảnh hết à. thì mình cứ gọi ảnh xem sao. Dù sao hôm nay vợ chồng mình cũng đến để tạ lỗi và ra mắt ảnh mà. Anh Nhân ơi! Anh Nhân! Em là Hậu đây! Hai người tìm ai đây? Dạ thưa ông, đây là nhà anh trai của cháu. Vợ chồng cháu ghé thăm anh. Hai người không biết gì sao? Nhà này vắng chủ lâu rồi. Của cải trong nhà cũng đã bị trộm lấy hết sạch. Hả? Có thật không cụ? Vậy chủ nhà này đi đâu rồi ạ? Không ai biết cả. Chỉ trong một đêm mà nhà thành vô chủ. Bọn trộm tha hồ ra vào. Có người nói ông chủ chắc là bị hại rồi. Cũng có người nói ông ta muốn lấy Hằng Nga nên lên cung trăng rồi. Ôi, vào sáng mà chi không biết.